Nè đây nè ông bà cô bác ơi, mẹ ơi, mẹ, cả nhà chào khán giả, chào ông bà cô bác nè. Rồi. Đây ông bà cô bác ơi, giò thủ, mẹ ở nhà là cái gì mẹ cũng làm hết, món gì cũng tự làm hết ông bà cô bác. Đây là con gắn cái mít cho mẹ đây. Đây, gắn cho lão Phật già. Thời Tết thì mấy hôm nay lão Phật già coi như là làm không ngừng nghỉ. Tranh thủ làm lặt rau xong rồi cái làm liên tục. À, nè tụi con chào bà cô bác nè. Chào bà cô bác, con chúc bà vẫn khỏe trong sau. Dạ, con chúc ông bà cô bác mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Mốt là nói từ từ giống như Cherry vậy là hợp lý nè. Mốt tụi con nói chậm chậm thôi nha, sao? Dạ. Rồi đi lên đánh chơi đi. Heo nè, vậy trong đây có tai heo. Tai heo đứa rổ mũi nữa. Da heo người ta nói là bì đúng không bà? Này sắc càng mỏng càng ngon. Chút mẹ ốp vô nó nhìn nè. À, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Và là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Rồi sách đi đâu vậy con? Đây mới. Nó nhỏ thôi con. Để ba giờ ba giặt đồ quá. Đây bà cô bác ơi, bây giờ là hai vợ chồng xách đồ vô, bữa nay Tết rồi. Tết rồi. Hầu như là ở nhà lúc nào cũng là Tết hết á bà cô bác ơi. Đây đây nè, giờ tay nhiều quá. Đây xách đồ vô. Giờ vô trong có bánh. Bánh đó để ông bà nội con. Mấy đứa nhỏ. Nè tụi con đâu lo chạy vô luôn rồi. Hả? Cà rốt con xách bánh nó qua đây đi con. Nè. Nè tụi con chào ông bà cô bác nè, xách cái hộp kia luôn. Xách cái hộp kia luôn con. Rồi. Chào dặn thương lại cái ông này này. Rồi xách ra, hộp bánh rồi đi cúng nó. Rồi, con đang mời ông nội đi kìa. Nha mời ông nội chút nha. Nội ơi. Ông nội mới ăn cơm. Rồi đi vô, xách vô đem trước. Rồi xách vô xin xin một cái hay mấy chị em chia phải không? Rồi xách vô đi, xách vô bàn trống. Bàn trống, đi. Rồi, có gì chia ra mấy chị em ăn chung, đi. Đi vô đây nè, đi trước nè. Đó, để bàn nữa đó. Rồi, để đó đi con. Thôi, lấy nhiều quá. Đây, đi, ra, đi. Đây, hộp bánh. Hộp bánh bà ngoại cũng nói Khánh là cũng ấy đem để cúng ông bà. Rồi này bánh này là coi như là cũng bánh bông lan để nhà ba mẹ thường ăn nè. Khánh cũng mua chút chút bánh nè ông bà cô bác ơi. Bây giờ đi xuống sao. Xuống sao thôi bà cô bác ơi. Làm gì? Hả? Gì em? Bó giò thủ hả? Rồi làm giò thủ, bữa nay bà nội lo làm giò thủ rồi. Đây bây giờ ở nhà chắc nấu cháo gà. Nấu cháo gà mà có sáng giờ làm gì ăn rồi Trang? Dạ. Chưa ăn gì hả? Mới ăn cơm xong. Làm gì ăn cơm, canh bầu hả? Dạ, canh thập cẩm. Canh súp hả? Dạ. Súp đi nấu cái xương hả? Dạ. Rồi đây vô mời các bác đây. Bà về ăn cơm xong đi về làm á em. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi rồi xong rồi làm gì làm. Bây giờ này mẹ. Mà Nam chở mẹ đi đâu rồi Trang? Dạ đi lên cô Út. À lên chở làm gì? Lên chở đây. Mẹ là 4 kg da. Mà mẹ con có 4 kg. Mà cái vịt kia thì không phải da nữa. À chắc ta làm xong bao nhiêu người ta bỏ vô đài cái gì? Rồi mấy em đi đâu rồi? À dước chị Hảo lên hả? À. À đi vô trong mặt cái đây. Rồi ở nhà đang chuẩn bị mẹ làm giò thủ rồi mà cô bác ơi, gần có da heo. Da heo. Da heo, lỗ tai heo, với lỗ mũi nữa. Này là đặc biệt là mẹ tự làm ở nhà làm giò thủ luôn nha bà cô bác.
thì Khánh cũng chia sẻ sơ qua. Nè mẹ ơi, mẹ chào khán giả luôn mẹ ơi. Đó, làm thì cực, làm để cho con cháu rồi trong nhà đi đại khách mà làm mà. Này lo. Này lo làm rồi. Đó, này là bên đây là da heo, còn đó là lỗ tai heo. Lỗ tai heo không mà các bác. Chút xíu sẽ làm luộc. Này có luộc chứ, luộc xong mới sắc mỏng. Để xuống dưới coi nồi canh đây. Em ăn cơm chưa em? Nè à, đây ông bà các bác, canh súp. Nguyên nồi canh súp luôn. Đây. Đó, canh súp cá chiên, ồ quá trời ngon luôn. Ủa cái tô bò gì, tô gì đây? Tô da heo gì mà có tôm trong đây nữa? Tụi con chơi đi ngủ đi tụi con ơi. Mấy bé nhỏ trên đây. Tụi con đi ngủ đi. Mấy đứa kìa, mấy đứa đi ngủ. Đi ngủ đi tụi con ơi. Đi ngủ đi. Thôi đi ngủ đi, nhanh lên vô chạy chiếu nằm ngủ. Nhanh. Đừng ấy chân lên tường với con. Nè tụi con chào bà cô bác nè. Rồi vô chạy chiếu nằm ngủ, nhanh lên. Rồi ai ngủ thì đi ra ngoài để cho người kia ngủ. Nhanh lên vô chạy chiếu vô trong nào. Nhanh lên tụi con. Hả? Thôi thôi chờ một xíu gì bây giờ đi ngủ đi nè. Nhanh. Nhanh lên có nghe ba nói không? Đi nhanh lên nhanh lên. Vô chạy chiếu vô trong nằm. Đi con ngủ đi chút xíu chiều vậy chơi. Giờ trưa rồi ấy đi ngủ nhanh. À, ông nội ông bà nội để dịch đó để cho đẻ đó con. Đi vô. À. Đâu để lên trên chứ. Nè vườn mai có hoa từ từ rồi nè ông bà cô bác. Anh ba anh bán được cây mai rồi. Cây mai ngay gốc đó, cây mai đó là cây mai dán cây thông á, đẹp lắm. Đi nhanh lên, đi vô ngủ, sao ba nói không nghe. Đi nhanh lên con. Bà nội nè con. Nam xuống đây phụ nhổ đồng. Ủa vậy hồi nãy em cứ bắt nước lên luộc thôi chứ đâu biết làm gì hả? Trời ơi, luộc xong tí bỏ cà rốt. Có đút củi trong nha Nam. Giờ đó mẹ. Mẹ với hai con dâu giờ đang làm. Đang ôm, hồi nãy Linh ôm xíu à. Nam ôm thêm đống nữa đi Nam. Nam ơi, con trai con lấy cái manh con ôm thêm manh nó đi. Để dành chậm từ từ con. Con là nghỉ Tết rồi hả? Dạ. Ồ, ngon lành rồi ta. Anh gì anh bán được cái cây mai đẹp nhất luôn hả? Cây mai hả? Mấy cây nữa hả bạn? Ý là anh bán được mấy cây luôn hả? À, ý là cây đó dán cây thông nó đều, còn mấy cây kia thì mỗi nó có gốc ngách khác. Mỗi cây nó khác nha. Dạ, thì ý là cây nào cũng bự á. Đây những ngày cuối năm nên bà cô bác ơi, không khí xuân về đã tràn ngập ở dưới nhà rồi. Ở nhà Khánh Nguyễn với Phong Nguyễn bây giờ là tràn xuống tới nhà bếp luôn rồi. Xuân về tràn xuống nhà bếp luôn. Bây giờ mẹ đang làm món giò thủ để ở nhà ăn Tết rồi, sẵn là tiếp khách đem bà cô bác ơi. Rồi bây giờ Khánh cũng xin phép là chúc bà cô bác là năm mới vạn sự như ý, luôn thành công và sức khỏe. Rồi Khánh xin phép là chuyển máy quay lại đây. Đây là mẹ với vợ Khánh với Trang đang làm đây ông bà cô bác ơi. Nè đây nè ông bà cô bác ơi. Mẹ ơi, mẹ cả nhà chào khán giả, chào ông bà cô bác nè. Rồi. Đây ông bà cô bác ơi, giò thủ. Mẹ ở nhà là cái gì mẹ cũng làm hết, món gì cũng tự làm hết ông bà cô bác. Đây là con gắn cái mít cho mẹ đây. Gắn cho lão Phật già. Thời gì Tết thì mấy ngày lão Phật già coi như là làm không ngừng nghỉ. Tranh thủ làm lặt rau xong rồi cái làm liên tục. À, nè tụi con chào bà cô bác nè. Chào bà cô bác, con chúc bà văn thể tập sau. Dạ, con chúc ông bà cô bác mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Mốt là nói từ từ giống như Cherry vậy là hợp lý nè. Mốt tụi con nói chậm chậm thôi nha, sao? Dạ. Rồi đi lên đánh chơi đi. Ba nói nè,
Băng đi mệt. À, bác Băng đi mệt chút xíu chứ bác Băng mới qua hả? À, sẽ nói bác Băng làm gì? Đi. Con nói chuyện. Đi đi. Rồi đi rảnh chơi nha. Mấy chị em đi rồi mang dép vô đi rồi chơi vui nha. Phải thương yêu nhau nha. Ờ. Đây ông bà cô bác ơi, đây là mẹ làm hành phi nè, hành phi làm sẵn à. Hành phi này chút là cũng ủa hành cái này có bỏ hành phi vô hả mẹ? Có chứ, bỏ hành phi trộn vô. Hành phi ở bên đây là nấm mèo. Đây. Bên đây nấm mèo nữa, chú cắt nấm mèo nữa ông bà cô bác. Đây, đó, nấm mèo ngâm hồi sáng tới giờ luôn á. Đói. Đói. Tụi bay có giữa không vậy? Chứ hầu như là không có. Giữa. Ít khi nào mua lắm. Giờ ăn uống hay gì ở nhà cũng tự nấu ăn không mà cũng hạn chế ra quán tiệm đó bà cô bác. Nãy giờ coi như là ba người sắp mà nãy giờ là coi như là xuyên suốt nửa tiếng rồi. Cái này sắc càng mỏng càng tốt nha bà cô bác. Đó, da heo nè. Giờ trong đây có tai heo. Tai heo đứa lỗ mũi nữa. Da heo người ta nói là bì đúng không bà? Ừ. Này sắc càng mỏng càng ngon. Nó dính. Chút mẹ ốp vô nó nhìn nè. Ở nhà làm coi như là cũng làm quen rồi và một phần nữa là làm bằng tay nha. Làm bằng tay bóc rồi cho nó kiểu mà mình cầm nó quen tay không bà cô bác. Này nó bao tay vô nên nó trơn. Dạ có bao tay trơn. Trơn nó khó lắm, lát mày cắt chúng mình mũ nữa. Nên là nhiều nhiều khách mời mà nếu mà sử dụng qua mà xem video này thì coi như là cũng sạch sẽ không sao hết. Trước khi mình làm mình cũng rửa rồi con, rửa dạ. Tay rồi mới làm chứ. Trời ơi bên đây còn một tay heo bên đây nữa. Ừ. Nhiều hả? Mẹ làm cái này. Rửa tay vậy chứ. Mẹ làm cái này coi như là đãi coi như là hết nhà luôn á. Nguyên đại đội. Sắc cái nằm lưỡi nó nằm xuống vậy nè thí. Nằm nghiêng xuống thì cho nó dao bự sắc thì nó nhiều. Cái lát nó mỏng. Bên đó có mấy củ mấy trái bí đỏ đây mà cô bác. Bí đỏ nè. Đây bí đỏ đây. Bí đỏ nè. Giờ bên đó có mấy trái chuối sáp nữa. Chuối sáp hôm anh Tâm chị Ngọc cũng gửi cho gia đình. Khánh sẽ ghi hình chi tiết lại cái quá trình mà làm giò thủ nha ông bà cô bác. Giao như mẹ này sắc ngon nè. Trời ơi, tao tưởng mày nói đuổi không, tao nói đuổi. Giao bà nội vừa hay ta. Nó không có cái cua, cái cán nhưng mà nó bén lắm. Đây để con đi lên trước. Được không, trước đổi nha mẹ. Tình hình trên nha mẹ. Đi lên trước thôi, mấy đứa nhỏ chơi gì chảnh đây. Đây đi. Lên mà cô bác ơi. Không biết cây bần mình không cái trái bự không còn không chứ. Chắc bé em liễm rồi quá. Rồi đúng y luôn Phong nó ăn rồi mà cô bác ơi. Không có trái bần bự cho bá luôn ở đây nè. Phong nó ăn rồi. Rồi đi lên. Mấy đứa đang đánh cầu lông. Làm gì mở tivi hay gì đó. Đây à cây thuốc nè ông bà cô bác. Cây thuốc nè. Đây vườn mai ông bà cô bác thấy không? Bây giờ đốm đốm vàng rồi, loe vàng rồi. Nè. Tụi con chào ông bà cô bác nè. Cô bé. Hả? Nào đánh chậu con. Rồi đánh. Đưa già rồi. Già rồi hả? Để khi nào tụi con đánh xong đi rồi ba đánh. Rồi ta kêu mai lần trước bông quá trời kìa. Cho mai lần trước bông búp quá trời luôn mà cô bác. Tí thì đánh sao yếu quá tí. Ba đánh cao quá sao đánh. Hả? Yếu quá vậy? Ba đánh ghê quá sao? Ba đánh ghê quá hả? Đây ông bà cô bác trên đây à. Cây mai nè, mai bên đây trước nhà nè. Trước bằng thiên có hai cây mai bông búp quá trời luôn. Đánh nhẹ nhẹ thôi nha mấy đứa. Bông búp quá trời luôn nè. Yeah.
Ba bên đây, ba đang ba đang chặt củi. Trời ơi, nãy giờ tụi con qua chặt củi cho ông nội thấy có lý hơn á. Hàng lớn này nè, Nhật Linh, Nhật Nam nè, qua chặt củi phụ ông nội làm vậy đi còn có lý hơn á. Đi đi, để cho tí đi em chơi đi, tụi con qua phụ làm củi nè. Tập thể dục ở nhà chặt củi còn hơn tập thể dục nữa. Nè, vô đây đổi nè, đổi đi ông nội nè. Trời ơi, không, trẻ không nổi hả? Hai đứa bay yếu chứ vậy? Ông nội nói hai đứa trẻ không nổi kìa. Vô đây chứng tỏ thôi. Thì làm phải nói ông nội con làm được. Qua đây. Đây. Củi này củi me nè ông bà cô bác. Củi me này chắc lắm. Này củi cái me anh ba anh đi mua cái gốc me về về á, anh cắt nó. Quá trời bự luôn. Tụi con ôm Nam ôm cái đống này xuống sao đi Nam. Bên đây chắc khô hả bạn? Nè ôm xuống sao đi. Ở dưới sao hết củi rồi. Đó, ôm cái đống nó đi. Lấy cái bao. Lấy cái bao đi con đi để dính vô đồ à. Ôm vô đi. Bao rồi đẩy xe rùa qua đẩy chiến à. Em xuống sao chùm ở nhà chùm củi không bà cô bác? Đây gà, gà này nuôi ăn cho ăn rau. Ăn rau để ăn cơm rồi, cơm mà cơm rớt rồi thì cho gà ăn. Có này. Nuôi để đó đó ông bà cô bác. Đây có gốc mai. Cô có nhiều lắm. Dạ. Đâu à, Nam đi lấy xe, lấy mành lấy xe rùa. Đó anh ba qua ấy kìa. Nè tụi con qua ấy. Nhật Linh qua phụ đi mà, Nam đi lên. Đây có cái một sứ nè ông bà các bác. Sứ nè. Đó. À, Linh qua phụ em con. Để cho anh tí đi cà rốt chơi đi, tụi con qua phụ này nè. Ba phụ em đi con làm cho mốt rồi củi có chụm rồi con để vậy chút xíu khó túm sao túm được Nam không ấy con bỏ cái manh bao ngang qua đừng chút xíu mình túm cái manh bao cái là túm củi đúng rồi vậy đó trời ơi thiệt tình Nam luôn kéo qua bên kia xíu đúng rồi đó chút xíu cái túm ra là hết à. Làm lao động là vinh quang á biết không con? Lao động là vinh quang mà gian nan bắt đầu nản hả? Cười. Nam cười. Gian nan bắt đầu nản. Thôi vô đây đi chút xíu con túm ấy à. Bỏ mấy cây này vô chụm vô đủ chụm từ từ cái đem xuống. Tại lúc này không có mưa không bà cô bác. Mùa này nắng lắm, không có mưa. Rồi đi qua đi Nam. Có thằng Nam thấy giỏi không? Rồi Tết nay lì xì cho thằng Nam nhiều nhất nha. Ông nội cho thằng Nam hai trái khế. Trời ơi, chủ yếu là tấm lòng chứ con. Hả? Sao? Túp ít đó hả? Túp ít nè, nãy chị hai á, đem về nói ra về chơi nè. Đó. Con chơi đi, con qua chơi đi chị ba đi. Gì sặc rồi con? Coi chừng sạc nha. Gì vậy? Gì vậy mầm vậy con? Đi bỏ dép ra ngoài nha. Bé Xu ngủ rồi. Bé Xu ngủ rồi ông bà cô bác. Xu nằm ngủ rồi. Đây khế nhà nè. Thấy không? Khánh cứ quay là lúc nào cây khế cũng có trái hết á. Trái có quanh năm. Bánh gì con? Đói bụng hả? Đi, mừng bánh gì? Vô lấy kẹo ăn đi để đói bụng. Bánh gì hả? Bánh gì
bánh bánh hồi trưa mình mua về hả? Mua về tới ông bà nội hả? Ừ. Nó bụng quá hả? Giờ rồi nè, mấy chị em chia ra nha. Nè tí cà rốt đâu lấy bánh nè, chia ra nè con. Không, bẻ chia ra ăn chung đi. Thôi đừng lấy nữa con, chia ra ăn từng. Là lấy hai cái đi. Rồi. Nè. Bốn chị em ăn đi. Sâu ơi lên đây ăn nè. Ủa bốn chị em đâu có tí là ông cha mà bà. Thì con làm chị. Đó. Dẹp cái đó vô con làm vậy. Hả? Thôi thôi. Để anh hai anh ba ấy, anh hai anh ba vậy để xe vô. Chút xíu anh hai anh ba qua. Nè lấy củi nữa Nam ơi. Chia ra nha. Chia ra. Đó, lụm lại con. Cái bẻ bẻ kìa. Ăn ừ thì rồi à. Tí đi chị hai ăn bánh đó chị phải không? Chị dạng đây mà tí. Thôi đâu con ơi. Mình xé ra tụi mình bỏ nha. Xé ra con. Bánh mua về để cho ông bà nội mà chưa ông bà nội chưa ăn mà hai tụi con mấy tụi con ăn trước hết rồi. Trời. Cái chân mắt ta nhỏ xíu. À. Má Tư bị tật mà dày, chứ đó giờ con không thấy à. Trời ơi vậy mà nói thương Má Tư thua sâu luôn á. Vậy mà nói cái chân Má Tư nhỏ xíu à. Vậy mà hôm nay nói thương Má Tư vậy bây giờ mới biết. Buồn quá. Buồn quá sâu ơi. Để nó đi con vô đây ngồi ăn kìa. Thôi ăn ít thôi con. Xé cho tí miếng đó, bốn chị em chia ra nha. Đi hộn ha. Ngon quá ta, bánh ngon quá vậy. Thôi để anh hai anh ba đi thôi chứ tí không có đi được đâu. Nói không nghe, phải có người lớn phụ mới được. Thôi anh hai anh ba bây giờ đang đi đâu mà? Nói tí xong rồi, bác Tư nói xong nghe ta. Con đi ra đường rồi cản đường ngoài ngoài. Đẩy vô. Đẩy vô chút xíu mát rồi cái kêu anh hai anh ba đi. Bác Tư nói tí không nghe ta. Bác Tư nói không nghe. Còn cái thận con lo chưa xong ở đó. Tí nói có nghe không con? Tí giờ đi rồi lấy xe rùa đi đẩy củi không mà cô bác. Đây bên đây là nhà chú Bảy, nhà chú Bảy sát bên ở bển cũng trồng hẹ. Trồng hẹ hết một vườn luôn. Tiếng Bảy khỏe tiếng Bảy. Dạ chưa, con còn làm mấy ngày nữa. Dạ. Ở dưới quê mới có không khí Tết mà cô bác ơi, chứ ở trên Sài Gòn hoặc là ở khu vực mà giáp giáp đó cho bây giờ hầu như là cũng chuyển mai lên chuyển bông hoa lên từ từ thôi à. Ở dưới quê mình thấy bà con ở dưới quê này chuẩn bị này kia rồi thấy có không khí mới vui hơn. Đi Khánh đi xuống dưới coi ở nhà à, nãy giờ mẹ làm tới đâu rồi, mẹ làm giò thủ tới đâu rồi, đi xuống đây thôi. Tụi con ăn xong dục vỏ vô cà rốt bỏ vô cái bao ngoài cây mận đó nha con. Rồi mà ngon không vậy nãy giờ? Đúng không? Nó nhiều không? Nhiều. Nó bụng quá hả? Chơi rồi nó bụng quá hả? Chơi rồi đừng có giỡn quá nha. Để tối nằm ngủ mơ à. Nha con. Con ngồi xích vô cho Ri để té giờ. Trời ơi. Kìa. Đang đứng ở đây thấy bà kìa. Bà chở đồ lên bà chốt chở bà lên rồi kìa. Đó. Dẹp dẹp vỏ này để chút gió nó bay con. Rồi đó. Rồi đó. Ờ ăn dơ quá đó. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Dục vỏ ngoài đó đi con để gió nó bay tùm lum. Hả? Bà Hảo quá. Đúng rồi. Ông Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc
ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Mẹ cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình